Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2022, sáng nay Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ và tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ các quận Ninh Kiều, Cá Răng đã dành phút mặc niệm dân qua và thắp hương lên tượng đài và trên từng phần bộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để giành độc lập tự do cho dân tộc, sự phồn vinh phát triển của đất nước ngày hôm nay. Dòng qua dân lên tượng đài Bắc Hồ mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Tại đây, đoàn đại biểu lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều cũng dành phút mặc niệm tưởng nhớ bác, vị cha già kính yêu của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của toàn dân tộc. Thực hiện di nguyện của người, đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Cần Thơ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.